Nói chung là mình cũng khá hài lòng với cả kết quả, nhưng mà vẫn có một chút xíu đáng tiếc. Web 3 ui dốc cao này có lên được không nhỉ? Hello anh em, đây là một trong 3 ngày sôi động nhất của làng văn hóa dân tộc Việt Nam. Mình đang có mặt tại giải đua xe địa hình VOC 2024. Và đồng thời năm nay có thêm một cái giải VGC phía bên ngoài nữa là đua Gymkhana. Ở đây thì năm nay thực sự là thu hút rất nhiều và không khí nó sôi động hơn, bởi có rất nhiều các thương hiệu tổ chức lái thử cũng như trưng bày các mẫu xe, đặc biệt là những mẫu xe bán tải. Có thấy Ford có một cái lều rất to này. Ford thì Ranger có tất cả dòng, anh em quá quen thuộc rồi. Hilux, mình sẽ thử trải nghiệm Hilux bởi vì thực ra là mình chưa bao giờ đi Hilux luôn. Nissan với chiếc Pro 4X đang được trang bị ở ngay kia, Navara. Rồi Isuzu cũng vừa mới ra mắt hôm vừa rồi ở triển lãm. VMS 2024 cũng đã có mặt ở đây. Suzuki với Jimny. Anh em đoạn này anh em phải đi gần ra đây. Mình đang ở có mặt ở cái khu vực lều ban tổ chức. Và nếu như mà ngại nắng gió cũng như là đưa gia đình có trẻ con lên đây thì anh em hoàn toàn có thể ngồi tại vị trí lều này, có quạt mát, có nước mát để theo dõi cái giải đua này thông qua màn hình kia, có tường thuật trực tiếp luôn. Đi tiếp ra đây thì chúng ta sẽ thấy lều của Suzuki với gương mặt phù hợp nhất với địa hình, đó chính là Suzuki Jimny. Thì ngày hôm nay Jimny được chuẩn bị rất nhiều xe cho anh em có thể đến và lái thử. Thực sự là Jimny là một chiếc xe mà phải đi ở những cái cung đường như thế này thì anh em mới có thể cảm nhận được hết cái sự tuyệt vời của nó khi mà nó di chuyển trên các cung đường địa hình. Bên cạnh đấy thì có thêm một nhãn hàng nữa là Skoda. Skoda thì không hề có mẫu xe bán tải nào, nhưng mà họ có rất nhiều mẫu SUV. Và đến với cái giải đua này, họ mang xe lên để cho khách hàng lái thử thì họ rất tự tin về cái khả năng vận hành cũng như là cái hệ thống AVKD trên xe của mình. Bây giờ thì đã là 10 giờ hơn rồi và giải đua cũng đã bắt đầu rồi, thì bây giờ anh em hãy cùng mình đi ra bên ngoài kia. Đây là trường đua số 6 và trường đua này thì sẽ chỉ dành cho hạng chuyên nghiệp cũng như là hạng SUV mở rộng. Cái đường đua này thì cực kỳ là dã man luôn, các cái hố rất sâu và có nước. Thường là tất cả xe đi qua đây đều sẽ phải dùng tời. Và đây, như ở đây có rất nhiều xe đua anh em có thể nhìn thấy này. Đây là xe của đội 308. Thì những cái xe như này ấy, đã được thiết kế ra và modify lại làm sao cho nó phù hợp với những cái đường khó khăn như này hết cỡ rồi. Cho nên là anh em cũng không có gì quá xa lạ hay ồ à về cái việc những chiếc xe như này nó vượt qua được những cái đường như này. Nhưng mà trong những cái đường mà toàn đất cát các thứ chỉ dành cho những con SUV thực thụ hay là những con bán tải, hoặc là những cái con mà xe đã độ bét tè nhè ra mới có thể vượt qua được như này, thì V3 như nào nhỉ? Thử tí. Lấy con này đi thử các cái đường ở đây xem có vượt qua được không nhá. Tất cả các xe đua để bắt đầu diễu hành thì đều phải đi qua đây. V3 ui dốc cao này có lên được không nhỉ? Nhẹ nhàng cực kỳ luôn này. Mình dừng lại giữa dốc để mình đi tiếp luôn này. Dừng lại giữa dốc nhá, xem có bị tụt lại nhiều không nhá. Đấy, hơi tụt một tí. Lên, ui, cái chỗ này cực cao rồi. Sời. Đấy, con dốc cao nhất đã vượt qua được rồi. Bây giờ mình sẽ đi tìm các cái đoạn đường khác. Nhìn chung là ở đây thì nó là một kiểu quả đồi người ta san ra ấy. Cho nên là chỗ nào nó cũng có những cái gờ. Đây, ngay trước mặt này toàn là những cái chỗ như này. Thực sự là một cái con xe dành cho đô thị như này thì mình cũng không chắc là nó có thể đi được qua hết các cái đường ở đây không. Mình sẽ thử mò ra mấy cái đường lái thử. Đấy, VF3 thì nó rất nhỏ cho nên là luồn lách tự tin cực kỳ. Bãi xe này mình cứ thấy trống ở đâu là mình phi ra thôi. Đi thử ra đường đua xem có chỗ nào thò ra. Đi cứ tầng tầng anh em ạ. Mình đang nghĩ việc là có mang nó xuống hẳn đường đua hay không. Nếu mà ban tổ chức mà cho phép thì là mình cũng chẳng ngại đâu. Nhưng mà thôi, không muốn làm phiền đến anh em vận động viên cũng như là ban tổ chức, có gì người ta lại phải cứu hộ rồi thì nó phức tạp ra. Trước mặt mình là đường thử của Suzuki Jimny này, có rất nhiều xe để lái thử này. Mình có nên thử phát không nhỉ? Đi xuống thử luôn. Sợ gì? Ừ,
xe thì ngắn, khoảng sáng gầm thì cao. Rồi Suzuki, Jimny, Jimny. Đoạn đường này là đi tiếp ra để ra đến đường đua số 8, số 9, như là sẽ đi qua khu vực lều của các đội đua hậu cần. Thì mình sẽ đi thử ra lều của PAC để xem là... À mà PAC, bật mí với anh em là PAC chính là tác giả của tác phẩm VF3 Cat Minion này nhá. Bây giờ mình sẽ ra mình phỏng vấn những nghệ nhân ấy, tay đua đồng thời là nghệ nhân, xem là cái chặng đua vừa rồi ở đường đua số 9 này thì các anh ấy đã đua như thế nào. Ấy sời, giới thiệu với anh em tác giả của tác phẩm Cat Minion này. Đang ngắm lại quả. anh cảm thấy tác phẩm này bây giờ nhìn vẫn còn cảm xúc đúng không anh? Vẫn cảm xúc, vẫn phải ngắm nhìn. Nhưng mà cảm xúc này thì bây giờ không thể bằng cảm xúc anh vừa thực hiện bài thi đường đua số mấy anh nhỉ? Anh vừa thực hiện xong đường đua số 9. Đường số 9. Cái chặng đua của anh vừa rồi thì như nào? Nói chung là mình cũng khá hài lòng với cả kết quả, nhưng mà vẫn có một chút xíu đáng tiếc. Có một chút xíu đáng tiếc. Anh Trung là hình như là người đầu tiên phát minh ra cái bài là đi một phát cái bụng xe qua cái cầu đúng không anh? Và những chiếc xe của PAC thì đều được thiết kế để làm được cái việc đấy nhá. Còn những đội đua khác thì sẽ thiệt thòi một chút, bởi vì là không có tay phù thủy này nhúng tay vào làm xe. Mình sẵn sàng chia sẻ cách qua cầu làm sao mà. anh chia sẻ với anh. Thực ra là chọn điểm đánh lái và điểm đặt bánh xe trước đó nó cẩn trọng một chút thì mình hoàn toàn có thể là làm những cái việc sau đó nó trôi chảy theo những cái gì dự đoán của mình. Còn tất nhiên là vẫn phải có những cái phương án 2, phương án 3 để làm sao mà đi qua nó an toàn nhất. Vẫn phải giữ cái xe cho hết giải đấu chứ không phải là qua xong rồi mình hỏng xe và mình không có xe để chơi nữa. Là một người mà có thể nói là chuyên gia sưu tầm cúp cũng như là huy chương vàng của các giải đua, thì anh nghĩ, anh kỳ vọng kết quả của cuộc đua VOC 2024 năm nay của đội mình sẽ là... Mình hy vọng là mình sẽ được cầm một món quà nhỏ nhỏ của ban tổ chức này. nhỏ nhưng mà chỉ có một suất đúng không anh? Ok, chúc mừng anh và chúc mừng PAC với tổng cộng là 5 mẫu xe. Có 5 đội PAC, nhưng mà đường nâng cấp thì chỉ có một mình ở đây để thi đường nâng cấp thôi, còn các bạn... đội PAC khác thì đang ở trong đường 15 để thi hạng cơ bản. Ok, đấy. Bây giờ thì đội hậu cần đang tiếp tục kiểm tra cũng như là sửa chữa những cái gì cần thiết để tiếp tục vào các đường đua tiếp theo. Ok, em xin phép không làm phiền anh nữa. Dạ, chúc mừng đội đã hoàn thành bài thi vừa rồi và hy vọng là sẽ có một kết quả xứng đáng. Dạ, cảm ơn, hy vọng là được. Đấy, nói chung là POC 2024 thì không khí rất là nhộn nhịp, rất nhiều người đến xem, và VF3 thì thực sự luôn đi đến đâu là thu hút ánh nhìn đến đấy. Thế thôi, một cái video vui vui cho VF3 đi thử những cái cung đường nó khó khăn một chút và gặp gỡ tay đua Trung Lẩu Dê, có thể là gọi là một nhà sưu tập cúp cũng như là huy chương vàng các giải đua khắp Việt Nam. Ngoài ra thì ở phía bên ngoài này còn có giải đua Gymkhana nữa, cũng rất là hấp dẫn. Gymkhana thì là đua đường nhựa và những chiếc xe sẽ đi trong cái xa hình làm sao với thời gian ngắn nhất. Cũng rất là hấp dẫn, anh em nếu có thời gian thì thực sự là nên đến đây và xem thử một lần cho biết. Thế thôi, mình xin phép được dừng video này tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi và đừng quên để lại cho Ca Tham một subscribe cũng như là cho video này xin một like anh em nhé.